Ở nhà ơi, đây là cháu mình từ Nhật về. Từ Nhật về cháu mình nó dễ thương lắm. Đây là cháu mình đây, dễ thương lắm, bé Nina với Thomas nè. Đây là chồng ông xã nè. Đây tiệm áo dài, đi thử áo dài. Đây, thử áo dài đây. Thấy áo dài đây. Bé bé, qua đây bé đây. Bé con cháu mình. Chào. Thương. Nói chuyện đi, nhớ cô ba, nói chuyện với cô ba câu cây. Okay. Ở Nhật ở đâu? Con ở Nhật ơi, ở gần Tokyo. Ở gần Tokyo, cháu mình gần Tokyo, gần Tokyo. Từ từ đó đến Tokyo bao nhiêu phút, bao nhiêu tiếng? Tiếng bây giờ 5 tiếng. 5 tiếng gì được? Ôi cháu mình nói tiếng Việt được á. Dạ. Cháu nói tiếng Việt. Mình dễ thương lắm nè. Đây em mình. Dạ kẹo à. Dạ anh ghi ra đây rồi. Giờ Kim Sao đúng không? Kim Sao ra đó. Ok đó. Bé 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 đây dễ thương, bé cháu mình. Cháu mình đang uống nước dễ thương. Các cháu mình ngồi ở quán trà Phúc Long chỗ Lê Văn Sĩ nè cả nhà, gia đình ngồi đến đây uống trà sữa Phúc Long. Hai các con đây, mấy cháu đến đây. Đây là bé dễ thương, cả nhà cháu Út mình. Đây, em gái Hương, dễ thương lắm, xinh đẹp. Và mình đây luôn, vui ghê, có gia đình em mình từ Mỹ về ghé thăm gia đình mình, sáng cả nhà đi ăn bánh cuốn rồi đến đây uống trà sữa rồi đi may áo dài nữa, cảnh đẹp đó nha.